khi mà dùng xong các bạn, cái cảm giác là da của mình nó dịu, ngay ngày hôm sau là nó giảm đỏ luôn mọi người. Nó có khoảng 2 tuần sử dụng sản phẩm tinh chất hỗ trợ phục hồi làm dịu da La Bonita Pathenol Repair Ampoule, sở hữu công thức đặc biệt chứa 5% pathenol, thành phần bảo vệ làn da mẫn cảm, tránh khỏi các tác nhân gây hại từ bên ngoài, với công nghệ độc quyền Moisture B giữ ẩm trên làn da, giữ cho làn da luôn mềm mịn và căng bóng. 5% pathenol và biten là một sự kết hợp hiệu quả của các thành phần giúp phục hồi da sau khi sử dụng phương pháp như là laser CO2 Fractional. Laser CO2 mình dùng thì sau đó mình có tiếp tục sử dụng, mình duy trì với tretinoin, thì Ngọc tiếp tục là sử dụng cái em serum La Bonita Pathenol này một lớp trước khi mà mình apply tretinoin lên, thì mình thấy là cái nguy cơ bị kích ứng đỏ rát lông tóc khi dùng trề của mình nó bằng không các bạn, là mình không bị kích ứng, sẽ giảm được rất là tốt luôn cái nguy cơ kích ứng. Các bạn treatment chung với là AHA, BHA, tretinoin và tretinoin đều được, và cái cách sử dụng thì cũng khá là đơn giản, là sau khi các bước làm sạch nhé, các bạn sẽ apply một lớp serum này trên da, đợi khoảng 3-5 phút, sau đó các bạn có thể thực hiện tiếp các bước skincare tiếp theo như là các sản phẩm treatment hoặc là các sản phẩm kem dưỡng giúp làm sáng hoặc là cấp ẩm thêm cho da một cách tốt hơn nhé.